con đường đi xuống sông Nho Quang. Còn xe ô tô xuống nữa. Vâng, xe ô tô này là chở vật liệu ạ. Chở vật liệu với giường tủ cho mấy nhà kia. Ô tô bé này được. Ghê lắm, trời đi thế này thôi. Cung đường xuống dòng sông Nho Quế. Chống cái thanh niên ơi. Đi đi, đi xuống dưới kia đi. Cung đường. Cung đường uống lượng. Như con Dung. Sông Nho Quế.